Các bạn, hôm nay mình đang ở sân bay nè các bạn. Một tuần có thể là mình bay một hoặc là hai chuyến bay. Thì khi mình thấy có một số bạn ngủ rất là khuya và dậy rất là trễ, thì mình đi qua những cái chuyến bay ở những cái nước trên thế giới thì mình thấy là họ thường họ không có đóng cửa, mà chỉ có Việt Nam đóng cửa, vừa đóng cửa ngủ trưa và vừa đóng cửa ngủ tối nữa. Một ngày ngủ gì lắm thế, ngủ gì mà dữ vậy, thời gian đâu mà bạn làm việc. Ở trong sân bay mát mẻ vậy đâu cần phải ngủ trưa đâu các bạn. Đây, nghỉ trưa cũng có, ăn trưa cũng có. Rồi tối cũng ngủ nữa, nó đóng cửa hết rồi. Khách hàng người ta muốn mua cũng không có cơ hội cho người ta mua nữa. Các bạn thấy không? Đóng cửa dẹp hết. Thôi về ngủ. Đó. Các bạn hãy cố gắng thức dậy khi mà người ta còn đang ngủ, và hãy đi ngủ khi người ta còn thức. Tại sao mình nói như vậy? Tại vì các bạn hãy thức dậy khi người ta còn đang ngủ, lúc đó đầu óc của bạn tỉnh táo, bạn làm được rất là nhiều thứ. Còn khi bạn hãy đi ngủ trước khi mà người ta ngủ, tại vì người ta ngủ trễ, người ta sử dụng những cái điện thoại, hoặc là người ta ngủ trễ, người ta đi ăn, đi uống, đi chơi rồi, thì bạn, người ta không có sức khỏe. Còn bạn ngủ sớm đi, có sức khỏe đi, dậy sớm tập thể dục đi, rồi xong rồi dậy sớm làm việc. Dậy sớm làm việc cái đầu óc nó minh mẫn. Và cộng thêm một cái nữa, đầu óc nó minh mẫn như vậy á, để làm gì các bạn biết không? Vừa có sức khỏe là bạn sống tốt hơn và học hỏi được nhiều điều hay hơn. Tại buổi sáng đầu óc nó minh mẫn mới học được, còn buổi tối đầu óc nó có minh mẫn đâu. Ngồi học thì nó ngáp lên ngáp xuống, buồn ngủ tới buồn ngủ lui, mà mở sách ra thì ngáp, nhưng mà mở Facebook ra thì mắt sáng rực vậy nè, giống như là ghiền vậy đó, giống như là lên cơn vậy đó. Đó các bạn. Rồi thôi, video nhỏ nói cho các bạn biết là hãy đi ngủ sớm khi mà người ta còn thức, và hãy thức dậy sớm khi người ta còn đang ngủ, như vậy nó mới thành công được các bạn. Rồi chuẩn bị lên đường đây. Hãy làm những cái điều mà người khác không có làm thì bạn mới thành công được. Đừng có đi theo đám đông các bạn, phải tư duy ngược đám đông mới được các bạn.